chị nha. Cả nhà ơi, trước mặt chúng ta đây là một cây tiến vua bông chùm cả nhà. Nụ của nó đây, cả nhà nhìn nè, y như là một cái tổ ong ha. Cái này còn nhỏ nha, chứ gần Tết nó lớn một cái nữa là dữ thần thiên địa luôn mấy anh chị ơi. Quá trời quá đất luôn đây nè. Nụ nè cả nhà nhìn nè, nụ quá trời nụ luôn ha. Nó đeo đặc cây luôn nha. Đây là nụ nha cả nhà. Đây, chỗ nào cũng có nụ hết, nó đeo nè. Trời ơi trời, đây quá tí luôn rồi. Đó rồi, bên em có nhân cây giống nha cả nhà ơi. Đó đây, nó y như mẹ nó luôn nha, nó y như mẹ nó luôn. Đây cả nhà nhìn nè, nó còn nhỏ nhưng mà nó có vỏ cả nhà, nó y như mẹ nó luôn nè. Nụ nè, trời ơi nè, cây cao tầm khoảng 2 tấc thôi nha cả nhà, nó không có cao nữa. Hàng này là giống mới cho nên là nó không có cao hơn đâu. Tuy nhiên là nụ của nó đây, cả nhà nhìn nó giống mẹ nó không đó. Bên em đảm bảo giống như chúng ta 100% chất lượng về giống cho nên cả nhà yên tâm. 200.000 một cây, 2 cây bên em bao ship nha cả nhà. Đây là hàng tiếng vua bông chùm. Rồi tiếp tục hàng tiếng vua thì em sẽ có hàng giảo tổ xoắn cả nhà ơi. Đây này, xoắn nha, xoắn lắng quắn lắng quắn đây, một cái nghệ thuật luôn. Hàng xoắn này là một cái nghệ thuật nha cả nhà. Đó, cái này về chúng ta có thể lấy bò chơi Tết vô tư luôn nè. Loại này em bán giá 100.000 một cây nha cả nhà, 100.000 một cây. Nếu chúng ta lấy 3 cây bên em bao ship nha. Đó, cả nhà nhìn nè, trời ơi nó lắng xoắn đẹp hết hồn luôn. Rồi ai thích loại nào alo cho em nha. Đó, xoắn nè rất là nhiều nha cả nhà, bên vườn mai nhà em đủ loại giống hết. Chẳng những giống này mà còn trên dưới 50 loại nữa nha.